Ok, Ngọc Hải số Hải Phòng xin chào anh em bà con gần xa. Thì video này mình vẫn tiếp tục lên một số em máy rửa bát hàng nội địa Nhật thương hiệu Panasonic. Thì hiện tại ở đây mình đang có ba cái model đời tương đối là cao. Model TR5, TR6 và TR7. Thì tất cả các sản phẩm bên mình bán ra thì đều bảo hành 6 tháng cho anh em. Trong quá trình sử dụng mà phát sinh cái vấn đề gì thì hàng điện tử thì nhiều khi anh em cũng không thể biết trước được, có thể nó hỏng bất kỳ lúc nào. Đây anh em mình bán đều bảo hành cho anh em 6 tháng để cho anh yên tâm sử dụng. Thì giá tất cả các sản phẩm giá mình đều công khai rõ ràng cho anh em. TR5 bên mình đang bán là 5 triệu 500 nghìn. TR6 là 6 triệu và TR7 là 6 triệu 500 nghìn. Mỗi một một đời cách nhau tầm 500 nghìn anh em nhé. Và giá đã bao gồm cục đổi nguồn 220V 1500 VA và tất cả đều bảo hành 6 tháng anh em nhé. Thì giá chưa gồm ship. Ship thì tùy tùy theo địa điểm và xa gần thì giá trung bình từ ship từ 100 đến 200 nghìn anh em nhé. Ok, mình sẽ lướt qua từng model để cho anh em tham khảo. Thì trao đổi với anh em một chút, tất cả các dòng máy rửa bát Panasonic đời đầu là TR1. Thì TR1 thì trung bình đời tầm 2010. TR3 thì đời 2011, TR5 thì 2012. TR6 thì 2013, TR7 2014, 2015 anh em nhé. Tức là cứ một đời thì nó ra một cái model để phân biệt cho nhau thôi. Còn về số lượng thì tất cả đều sử dụng dành cho gia đình tầm 6 bộ. Các bạn có thể rời tầm 6 đến 10 cái bát cơm, tầm 6 cái đĩa. Thì dĩa là 1, 2 bát ô tô. Các thìa dĩa nhỏ, cốc, chén bé bé thoải mái anh em nhé. Đấy. Thì sử dụng gia đình thôi. Anh em nếu mà sử dụng cho dòng công nghiệp mà nhiều người thì các bạn mua các dòng máy hàng châu Âu thì nó to từ 10 đến 20 bộ tùy theo. Thì tất cả lưu ý là điện áp 100V và công suất của nó tầm 1200W khi vào chế độ sấy. Vì thế nên các bạn nếu nhà nào có đường nguồn rồi thì các bạn phải sử dụng đường nguồn tầm 1500W để đảm bảo máy hoạt động hoàn hảo và không bị lỗi anh em nhé. Ok, mình lướt nhanh từng con cho anh em tiện theo dõi. Ở trên chút đi là hai em TR5 này. TR5 có anh có mã 01 và mã 03 ở đây cho anh em tiện theo dõi, thì anh em lựa em nào lựa trước thì còn lại anh em còn lại thôi anh em nhé. TR5 thì trong lô mà mình còn tầm 3 con, đó là hết 3 hoặc 4 con nữa thôi, mình đang hoàn thiện dần. Mỗi ngày thì gắng hoàn thiện cho anh em tầm 2 đến 3 em. Em TR1 đây. Sơn còn tương đối anh em. Tất cả dòng đều sơn zin hết anh em nhé. Em nào sơn lại thì báo sơn lại luôn. Phía trước và phía trên thì nó bằng nhựa nên là có những con nó ngả màu ít, có con ngả màu nhiều. Em làm ngả màu nhiều thì mình sẽ sơn lại, thì sơn sơn đẹp cho anh em luôn nhé, yên tâm sử dụng 5-10 năm nữa không là bay màu. Sơn như công nghệ sơn của hai thành phần của ô tô xe máy anh em, mình đi thuê sơn cho yên tâm. Đấy, em này TR1 mã 01 nhá. Đấy, trên còn đẹp tương đối, mặt meca biết còn đẹp. Đây cái vết xước nhỏ đó anh em nhé. Đấy, không phải bị vỡ đâu. Đấy, model TR5 đời con này là 2012 đây. Đấy, bên trong lướt qua cho anh em. Thì xin thưa anh em là ở bên sườn này nhé, nó là bằng thép và được sơn tĩnh điện màu trắng, thì con nào cũng đều bị móp cả nhé. Hay lướt qua cho anh em trước cái hình thức đó, nhiều khi anh em mổ xong móp nhát thế thì cái đấy không tránh khỏi được vì trọng lượng rất là nặng, tầm hơn 20 kg cơ. Đấy, trong quá trình vận chuyển qua rất nhiều cầu va chạm không tránh được, va chạm lặng thì mình sẽ móp lặng mình sẽ lắn lại, còn nhẹ thì mình sẽ để nguyên. Đấy, em là TR1 đây cho anh em xem nội thất này. Nói chung vì tất cả các dòng rửa bát Palagic thì nội thất bên trong như con nào cũng đẹp, trừ những con bị người dùng dụng không cẩn thận nó hiện tượng bị vàng ố này, còn đa số rất sạch sẽ. Đấy, có những cái sản phẩm mà người ta quên không sử dụng, nó để các cái đồ bên trong ăn nó ôi thiêu rồi nó bám bẩn, nó làm cho đổi màu cái nhựa bên trong thì không ít lắm, còn đa số rất đẹp. Đấy, dưới hệ thống máy xoa và cái khay đựng rác cho anh em, ba tay quay hai trên, hai dưới một trên. Đấy, rất nhiều cái mắt nước ở đây. Đấy, trên có cái mắt nước nữa này. Đấy, để cho anh em nó sẽ phun đủ hết các dung tích trong này, chỗ nào cũng có nước phun tới nhá. Nói chung là trước thì tương đối rất là ok nha. Đấy, răng còn rất không bị hiện tượng cứng, không bị hiện tượng bị rách anh em nhé. Còn đổi màu thì không sao cả các bạn ạ, các bạn đừng lăn tăn về cái màu này. Đấy, có con hình thức ngoài bên trong là trắng nhưng bên trong thì lại có cái màu không được tươi, bởi vì cái này nó thường gần ở gần cái máy xoa nước này, nên xong mỗi một điều kiện nước khác nhau thì
nó tạo ra cái màu rồi thôi anh em, gọi là cái màu ố. Như bạn đun nồi nhà bạn bị ố thôi, nhưng quan trọng là nó không hiện tượng bị cứng, anh em chưa, không giò gì là ok. Thế có những con thì bên trong thì răng thì có màu nhưng phía ngoài rất là đẹp đấy, hoặc có ngừa lại thì tùy anh em lựa chọn thôi. Mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau, anh em thích cái bên ngoài thì anh em lựa, anh em thích cái bên trong tùy anh em. Ok, mã số 01 này TL5, mã số 03 cũng xem giống nhau thôi đấy, cũng không có lỗi là quá vàng, nhìn xa một chút này anh em nhìn đấy, nó tương đối khoảng tầm đẹp và sơn khoảng tầm 80% TL5. Bên mình bán thì tất cả sẽ bao gồm một dây vào một dây ra nhé, sẽ để hết trong đây cho bạn. Đây mình bỏ đánh vệ sinh không để vào cho anh em. Em này thì răng có vẻ tươi hơn một chút, không bị ngả màu. Vỏ thất thì hoàn toàn giống nhau rồi, không gì phải so sánh cả. Có thì anh em ý đi răng thôi. Đấy. Em này em 03. Tiếp theo mấy em 04 cũng đời 2012. Đấy, sơn xiếc tương đối ok, không quá đẹp, xuất sắc cũng không quá xấu anh em nhé. Nhìn tương đối được. Còn anh em nào kỹ tính thì mình có thể sơn lại như mới luôn được. Vì thực ra là phía trước và phía trên nó bằng nhựa mà. Đấy, sơn nó đơn giản đấy các bạn ạ. Đấy, em này thì đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đấy, răng thì chưa bị đổi màu. Răng trên răng dưới rất là ok. Em này thì là mã 04 các bạn nhé. Đấy, mặt miếc sáng sủa. Em này gọi đẹp hơn một chút 9%. Còn những em này tầm 80%. Đấy, đây là ba con TL5. Tỷ giá là 5 triệu 500 nghìn. Đã gồm được nguồn cho anh em nhé. 01, 03, 04. Ok, tiếp theo mấy em không TR6 đây. Con này mã 02. TR6 con này thì đời nó là 2013 anh em nhé. Đấy, phía trên thì cũng đẹp, sơn zin. Mặt miếc sáng sủa. Đẹp khoảng tầm 85%. Không đẹp bằng em TR5 kia. Bên trong thì ok, bên trong thì răng riếc đẹp, sạch sẽ. Nội thất ngon. TR6 này thì hiện tại mình còn đúng một con này, mới hoàn thiện xong các bạn nhé. Đấy, giá 6 triệu đã gồm được nguồn cho anh em. Panasonic TR6. TR6 với TR7 thì cái phim bấm này, cái màn hiển thị nó là màu đen. Còn TR5 thì nó màu trắng, anh em nhìn xa có thể biết được. Ok, 6 triệu đã gồm được nguồn anh em nhé. Tiếp theo mấy em TR7. Con này TR7 đời 2015. TR7 thì có hai đời, đời 14, 15 nhé. Thì em là đời 15. Đấy. Mặt miếc trên đẹp, xanh đẹp luôn. Đấy, anh nhìn trắng, nó sẽ trắng hơn con TR6 kia một chút này. Đấy. Mặt, cái mặt thì giống hệt, anh em nhìn thì nó sẽ giống hệt rồi. Nó đều có màu đen này. TR7 đây. Panasonic TR7. Cái này có hơi một cái lướt một tí nhé, vận chuyển nhé. Đấy, nó lướt chỗ này thôi. Đấy, anh em nhìn kỹ này, tình trạng là bên mình báo rõ ràng cho qua cho anh em. Mặt miếc đẹp, bên trong thì TR7 thì đời nó cao hơn thì nó vẫn đẹp, không gì thay đổi cả. Nó khác một chút là cái là nó màu da cam. Đấy, cái tay màu da cam phân biệt ra. Răng thì chưa đổi màu, nó chỉ hơi đục đục một chút thôi, hơi ngà ngà một chút. Còn nội thất bên trong thì yêu luôn rồi, cũng ba tay quay và rất nhiều con mắt lước. Ok, em model TR7 đời 2015 này thì giá 6 triệu 500 nghìn đã bao gồm được nguồn anh em nhé. Ok, đây là sơ lược 5 con từ TR5 đến TR7. Đấy. Anh em ưng em nào thì báo mình thì mình sẽ quay trực tiếp video cho anh em. Số điện thoại của mình 0979665264. Mình hiện ở Hải Phòng nhé. Anh em cứ kết bạn Zalo mình thì mình sẽ gửi trực tiếp cho anh em. Ok, xin chào anh em ở những video sau.